Chương 477, bá khí, một đạo dài hơn 10 trượng đao quang xẹt qua chân trời. Sóng nước lấp loáng phẳng phất là sóng nước chảy qua, nhưng mà cái kia chỗ bạo phát đi ra kinh người khí thế. Lại là làm cho chính diện triệu tinh ảnh, trịnh phục hưng, đinh xí ba người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Giờ khắc này, ba người cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý, lý lạc một đao này, mạnh đến làm lòng người sinh sợ hãi. Đây chính là song tướng giả lực lượng chân chính sao? Rõ ràng song phương đều là hóa tướng đoạn đệ nhị biến thực lực, mà lại bọn hắn cũng tương tự có được cao phẩm tướng. Nói đến cũng có thể tính là là riêng phần mình trong học phủ kiêu tử. Nhưng mà giờ khắc này, sự kiêu ngạo của bọn họ tại cái này nghiêm nghị dưới một đao đều phá toái. Liên thủ, ngăn lại một đao này, hắn liền hết biện pháp. Nhiều như vậy học phủ đội ngũ đang nhìn, chúng ta đại biểu là riêng phần mình học phủ, cho nên không cần cho chúng ta học phủ mất mặt. Bất quá triệu tinh ảnh trung quy vẫn là tâm tính càng thêm cứng cỏi một chút. Cho dù là đối mặt với bén nhọn như vậy đao quang. Hắn hay là dẫn đầu hoàn hồn, chợt một tiếng quát trói tai, đồng thời chủ động bước ra một bước, hai tay khép lại, tướng lực màu vàng từ nó thể nội đều bộc phát, kim đằng mãng, tướng lực màu vàng biến thành vô số đạo dây leo màu vàng. Dây leo lé ra ánh kim loại, sau đó vào lúc này nhanh chóng ngưng kết, ngắn ngủi mấy tức chính là biến thành một đầu to lớn màu vàng dây leo mãng. Dây leo mãng dường như phát ra tiếng gào rít, trực tiếp đón nhận cái kia gào thét mà đến đao quang lăng lệ. Nhận triệu tinh ảnh ủng hộ, trịnh phục hưng, đinh xí cũng là cắn răng một cái, thu liễm trong lòng ý sợ hãi, dốc hết toàn lực, như ma phách sơn, trịnh phục hưng cầm trong tay cự phủ, ngửa mặt lên trời gào thét, cường hãn tướng lực bay lên, ở sau lưng nó tạo thành một đạo khoảng mấy trượng như ma quang ảnh. Ngưu ma hai mắt xích hồng, tản ra cuồn cuộn hung sát chi khí. Ngưu ma lao nhanh mà qua, trực tiếp là hóa thành hắc quang va vào trịnh phục hưng cự phủ trong tay. Trong chốc lát, cự phủ bộc phát ra nồng đậm hắc quang, một búa trực tiếp đánh xuống. Đinh xí hai tay vòng tại bên miệng, gương mặt cao cao nâng lên, hiển lộ ra xích hồng chi sắc, chỉ thấy xích hồng tướng lực như ngọn lửa gào thét mà ra. Hỏa hồng tướng lực bên trong, đúng là có một thanh hỏa kiếm cháy hừng hực hắn miệng phun hỏa kiếm, hỏa kiếm phát ra vù vù, lôi cuốn lấy cuồn cuộn nhiệt độ cao, xuyên qua bầu trời, ba người đều là dốc hết lực lượng, bộc phát ra tự thân công kích mạnh nhất, bốn đạo lăng lệ thế công tại lâm hải phía trên lướt qua. Xoắn nát vô số đại thụ quan rừng, sơn lâm bốn phía, cũng có được không ít ánh mắt ngưng trọng bắn ra mà tới. Đây là song phương tổng đội trưởng quyết thắng giao phong, oanh, bốn đạo lăng liệt thế công trực tiếp tại lâm hải phía trên va chạm. Một chớp mắt kia, cuồng bạo tướng lực sóng xung kích như sóng chiều giống như từng lớp từng lớp bộc phát. Cho dù là trong núi gào thét gió núi, đều là tại thời khắc này bị tướng lực trùng kích ngăn cản. Sau đó đảo ngược phương hướng cuồn cuộn mà đi, thổi đến giữa rừng núi cây cối kịch liệt lắc lư, mà ở sóng xung kích chỗ đầu nguồn, càng là trực tiếp xuất hiện một vài mười trượng chỗ trống khu vực. Nơi đó đại thụ bị nhổ tận gốc, Lý Lạc cầm trong tay trực đao thân ảnh đồng dạng là bị chấn động đến lui ra phía sau ra mười mấy bước. Mặt ngoài thân thể của hắn có thủy quang hiển hiện, phảng phất là tạo thành một tầng sa y, đem những cái kia đánh thẳng tới lực lượng đều hấp thu. Hóa giải, đó là trọng thủy sa y, hắn ổn định thân ảnh. Ánh mắt nhìn qua phía trước khu vực trống rỗng, theo nơi đó tướng lực sóng xung kích tiêu tán. Triệu Tinh ảnh ba người thân ảnh cũng là thời gian dần trôi qua hiển lộ ra. Lúc này ba người có chút chật vật, triệu tinh ảnh thân thể ra ngoài hiện một bộ màu xám cho chiến giáp. Chiến giáp hiển nhiên là một kiện lực phòng ngự kinh người bảo cụ. Mà bây giờ trên chiến giáp, có một đạo thật sâu vết cắt, trịnh phục hưng cầm trong tay cự phủ song trường, không ngừng nhỏ xuống máu tươi, nứt gan bàn tay, đinh xí thì là che miệng, máu tươi phun ra, ba người trên thân thể phun trào tướng lực, đều là trở nên có chút hỗn loạn đứng lên, hiển nhiên là lúc trước trong giao phong bị thương, song phương đối bính kết quả đã không cần nói cũng biết trong dãy núi những cái kia mặt khác học phủ ý đồ làm ngư ông đội ngũ cũng là trong mắt có nồng đậm kiêng kỵ hiện ra đến lý lạc hiển lộ ra sức chiến đấu so với bọn hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn lấy lực lượng một người chống lại ba tên tổng đội trưởng ngược lại là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong đây là cỡ nào thực lực cường hãn cái này sợ là có thể cùng cảnh thái hư lộc minh tôn đại thánh ba người kia so sánh với a à, ai cũng không nghĩ tới cái này thánh huyền tinh học phủ lại còn cất giấu như vậy một tấm vương bài ba vị tiếp tục đánh xuống khả năng liền muốn có người đào thải lý lạc nhìn qua triệu tinh ảnh ba người khẽ cười nói triệu tinh ảnh ba người trầm mặc nhìn ra được khí thế của bọn hắn lập tức trở nên xa suốt rất nhiều bọn hắn vốn cho là nương tựa theo ba người liên thủ tóm lại là có thể đem lý lạc ngăn chặn nhưng bây giờ đến xem còn đánh giá thấp lý lạc đánh giá cao chính bọn hắn đây chính là song tướng chi lực. Triệu tinh ảnh trong mắt còn có chút không cam lòng, rõ ràng đều là hóa tướng đoạn đệ nhị biến. Nhưng vì sao tranh lệch lớn như vậy? Trịnh Phục Hưng, Đinh Xí cũng là ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đều hiểu, qua chiến dịch này, Lý Lạc Thanh Danh sẽ tại trong viện cấp thi đấu này phóng đại. Xem ra thật đúng là như hắn lúc trước nói. Sau ngày hôm nay, cái kia tam đại đoạt giải quán quân lôi cuốn. Khả năng liền muốn biến thành tứ đại, ta còn có thể lại đánh. Triệu Tinh ảnh cắn răng nói, "Trịnh Phục Hưng lại là thở dài một hơi, nói, "Mặt khác hai đường, thế cục cũng không tốt lắm." Triệu Tinh ảnh giật mình, nhìn về phía cái kia tả hữu hai đường, mượn nhờ địa thế ưu thế, bọn hắn nơi này vừa vặn có thể trông thấy bên kia tình hình chiến đấu. Cánh trái bên kia thế yếu lớn nhất, Thánh Huyền Tinh học phủ bên kia hai chi đội Ngũ Hiển lộ ra khá kinh người thực lực. Đặc biệt là cái kia thân thể thanh niên khôi ngô, cái kia chỗ bộc phát thực lực không thể so với ba người bọn họ yếu, điều này sẽ đưa đến căn bản không người có thể cùng chống lại. Chỉ có thể bị hắn từ từ đánh tan, cánh phải bên kia vốn là bọn hắn đầu nhập vào nhiều nhất đội ngũ. Nhưng bây giờ nhìn lại, đội ngũ không hiểu thấu giảm quân số hơn phân nửa, tuy nói hiện tại còn nương tựa theo nhân số ưu thế cùng đối phương đánh cho có qua có lại. Nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng đột phá đối phương phòng thủ. Tiến vào tụ linh đàn bên trong, Triệu Tinh ảnh kinh ngạc nhìn rốt cục xa suốt tinh thần xuống dưới. Ba đường bị ngăn cản, bọn hắn ý đồ nhúng tràm tòa này tụ linh đàn kế hoạch xem như triệt để tan vỡ. Tiếp tục đánh xuống, khó mà tránh khỏi tổn thương, đến lúc đó thịt không ăn được, tổn binh hao tướng, còn như thế nào đi tranh đoạt mặt khác tụ linh đàn. Ba người liếc nhau, sau đó riêng phần mình lấy ra cái coi, phát ra tín hiệu thanh âm, theo tín hiệu này thanh âm tại giữa rừng núi vang lên. Cái kia tả hữu hai đường lập tức truyền ra bạo động bởi vì đây là rút lui còi huyết. Ba tòa học phủ đội ngũ có chút không cam lòng, nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Hải bên trên riêng phần mình bị thương ba vị tổng đội trưởng. Nhìn nhìn lại đối diện cái kia cầm đao mà đứng lý lạc lúc. Đều là sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hóa thành một tiếng thầm than. Cái này thánh huyền tinh học phủ lý lạc, vậy mà mãnh liệt đến loại trình độ này sao? Tại còi huyết bên trong, tam đại học phủ đội ngũ kéo thụ thương đồng đội, bắt đầu triệt thoái phía sau. Thánh huyền tinh học phủ đội ngũ cũng chưa truy kích, bởi vì lúc này bọn hắn, đồng dạng là có chút mỏi mệt, mà lại tam đại học phủ mặc dù lui, nhưng còn có mặt khác học phủ đội ngũ trong bóng tối nhìn trộm. Bọn hắn nhất định phải bảo hộ tụ linh đàn, triệu tinh ảnh ba người cho lui riêng phần mình đội ngũ. Sau đó cũng không có cùng Lý Lạc làm gì nữa nói chuyện với nhau, mà là trực tiếp quả quyết lựa chọn quay người rời đi. Thua đều thua, cũng không cần thiết lại thả cái gì ngoan thoại ba đánh một đều không thể vượt qua nói ngoan thoại cũng chỉ là mất mặt mà thôi lý lạc đồng dạng không nói chuyện chỉ là mắt thấy ba người rời đi sau đó hắn đối với tần trục lộc bạch đậu đậu bên kia phất phất tay ra hiệu bọn hắn lập tức chỉnh đốn mà bản thân hắn thì vẫn như cũ là đứng ở trên ngọn cây cầm trong tay trực đao nhìn chung quanh trong dãy núi những cái kia thăm dò ánh mắt cao giọng tại giữa rừng núi vang lên toàn này tụ linh đàn ta thánh huyền tinh học phủ muốn ai có ý kiến, gió núi quét, thổi đến lý lạc áo bào bay phất phới, đồng thời cũng cuốn lên thanh âm của hắn quanh quẩn tại mảnh rừng núi này trong tai của mọi người. Bá khí mười phần, nhưng mà, tại tam đại học phủ xám xịt rút lui bối cảnh dưới. Lý là cái này một lời, chỉ là dẫn tới dãy núi yên tĩnh, không người dám ứng, trong dãy núi những cái kia từng cái học phủ đội ngũ nhìn qua đứng ở ngọn cây cầm đao thanh niên tóc bạc. Trong lòng đều là minh bạch, sau trận chiến này. Lý Lạc danh khí tất nhiên sẽ chuyển khắp viện cấp thi đấu. Cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn, chắc chắn lại thêm một người. Chương 478. Đêm trò chuyện, đại chiến sau giữa rừng núi, bình tĩnh lại, Lý Lạc đứng ở đại thụ che trời trên đỉnh cây, song trưởng trụ đao, lặng im mà đứng, ở sau lưng nó trong sơn cốc, không ngừng tách ra đầy trời hào quang, một thoáng là hút người nhãn cầu, nhưng bây giờ lại không người lại bị dẫn ra lòng tham lam dù sao tụ linh đàn tuy tốt cũng phải lượng sức mà đi vì thế bỏ ra đoàn diệt đại giới cũng không đáng giá trước mắt thánh huyền tinh học phủ đã hiển lộ ra thực lực cường đại loại thực lực này tất nhiên xem như lần này viện cấp thi đấu tầng cao nhất một nhóm kia cấp độ bình thường thánh học phủ đã là vô lực cùng tranh đoạt theo thời gian trôi qua bóng đêm giáng lâm bao trùm dãy núi trong hắc ám chỉ có vùng thung lũng kia lộng lẫy dị thường cánh trái sơn lâm Tần Trục Lộc nhắm mắt ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Những người khác thấp giọng nói chuyện phiếm. Lã Thanh Nhi, Tư Thu Dĩnh hai cái nữ hài tử ngồi cùng một chỗ. Nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Hai nữ trước đây quan hệ không sâu. Bất quá trải qua vừa rồi kể vai chiến đấu. Quan hệ ngược lại là kéo gần lại một chút. Lúc này nhàn rỗi xuống tới. Cũng liền câu được câu không hàn huyên. Giết thời gian, bất quá nói chuyện trời đất thời điểm. Lã Thanh Nhi ánh mắt càng nhiều hay là tại nhìn về phía cái kia đứng ở nơi xa đại thụ trên đỉnh cây. Trụ đao mà đứng Lý Lạc, trong mắt của nàng hiện lên một tia đau lòng chỉ, trước đây Lý Lạc đại chiến đối phương ba vị tổng đội trưởng. Bây giờ chiến đấu ngừng, hắn cũng chưa nghỉ ngơi, vẫn như cũ là đứng tại chỗ cao trấn nhiếp tứ phương nhìn chằm chằm đàn sói. Từ thu dĩnh tự nhiên cũng là phát hiện Lã Thanh Nhi ánh mắt cùng nói chuyện trời đất không quan tâm. Tâm tư thiếu nữ nhạy cảm, ẩn ẩn phát giác được cái gì. Lúc này thử hỏi, Thanh Nhi ngươi, cùng Lý Lạc quan hệ tựa hồ rất tốt đâu. Ta cùng Lý Lạc nhận biết nhiều năm, trước kia tại Nam Phong học phủ lúc chính là đồng học. Quan hệ đương nhiên rất tốt, Lã Thanh Nhi ngược lại là thản nhiên thừa nhận, nhưng tư thu dĩnh hiển nhiên cũng không phải là chỉ loại quan hệ này, nàng cân nhắc một chút ngôn ngữ. Cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Ngươi chẳng lẽ ưa thích Lý Lạc sao?" Lã Thanh Nhi ngơ ngác một chút, nồng đậm như xoát giống như lông mi nhẹ nhàng chớp động một lát sau nàng cười nói làm sao không được sao nếu như là ngư hồng khê hỏi nàng nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận dù sao nàng rất rõ ràng ngư hồng khê sẽ phản đối cho nên thật không dám hiển lộ thiếu nữ tình hoài tư thu dĩnh có chút chấn động lã thanh nhi ở trong nhất tinh viện cũng là danh khí cực lớn mà nàng bất luận là thân phận hay là tự thân dung nhan khí chất đều tuyệt đối coi là đỉnh tiêm cấp độ theo nàng biết không chỉ có nhất tinh viện bên trong rất nhiều nam học viên đối với lã thanh nhi hâm mộ thậm chí ngay cả cao tinh viện những học trưởng kia đều trong bóng tối nghe ngóng lấy lã thanh nhi rất nhiều tin tức có thể cái này sẽ gần một năm xuống tới chưa từng nghe nói có người có thể cùng lã thanh nhi thành lập cái gì tương đối rõ ràng tiến triển cái này dẫn đến rất nhiều học trưởng đều cảm thấy cái này xinh đẹp tiểu học muội là một tòa khó mà tới gần băng sơn nhưng hôm nay từ thu dĩnh mới biết được nguyên lai like tòa này trong mắt người khác băng sơn, kỳ thật trong lòng sớm đã có người ngưỡng mộ trong lòng. Có thể, có thể lý lạc có hôn ước A à, Tư Thu Dĩnh không nhịn được nói ra. Lã Thanh Nhi khẽ vuốt cằm, nói, ta biết A, à. sau đó nàng nhìn chằm chằm Tư Thu Dĩnh. Chăm chú hỏi, người cảm thấy, Khương học tỷ thật ưa thích lý lạc sao? Ta chỉ ưa thích, là giữa nam nữ một loại kia, Tư Thu Dĩnh yên lặng. Nàng cùng Khương Thanh Nga quan hệ còn tính là không sai mà trong mắt của nàng khương thanh nga lóa mắt đến giống như tinh thần đồng dạng nàng tư thu dĩnh từ một loại nào đó trình độ tới nói cũng coi là rất ưu tú ra thế thiên phú tại cái này đại hạ cũng có thể xem như nhất lưu có thể coi là là kiêu ngạo như nàng mỗi lần trông thấy khương thanh nga lúc đều cảm thấy tự ti mặc cảm cũng chính là bởi vậy ban đầu ở lý lạc vừa tới đến đại hạ thành lúc nàng mới có thể nhịn không được trong lòng khẩu khí kia chạy tới ngoài thành ngăn chặn hắn. Muốn cho cái này từ thiên thục quận tới phế vật thiếu phủ chủ đến cái ra oai phủ đầu. Mà chuyện này cũng là bây giờ tư thu dĩnh nhất là xấu hổ hồi ức. Nhưng về phần Khương Thanh Nga đối với Lý là có hay không loại kia giữa nam nữ tình cảm. Tư thu dĩnh cũng khó có thể đáp lại. Mặc dù bây giờ Lý là cũng coi là cực kỳ ưu tú. Nhưng nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng ra. Như Khương Thanh Nga như vậy nữ hài. Sẽ thật đối với khác phái nào động tình. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng cảm thấy hay là cần giữ gìn một chút Khương Thanh Nga. Lý Lạc cùng Thanh Nga tỷ ở giữa tình cảm là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thanh Nga tỷ từng cùng ta nói qua, Lý Lạc là trong nội tâm nàng người trọng yếu nhất. Lã Thanh Nhi nói khẽ, "Ta cũng không phủ nhận Khương Học tỷ cùng Lý Lạc ở giữa tình cảm. Dù sao bọn hắn từ nhỏ cùng một chỗ dài đến lớn. Bọn hắn mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng trên thực tế tình cảm so chị em ruột còn muốn càng thâm hậu." tư thu dĩnh ánh mắt có chút cổ quái cái này trực tiếp liền đánh lên tỷ đệ nhãn hiệu sao bất quá tư thu dĩnh cũng không thể không thừa nhận ngay cả nàng cũng có chút xem không hiểu khương thanh nga cùng lý lạc ở giữa cái kia phức tạp tình cảm tại lý lạc vì thế đi vào đại hạ thành trước đó rất nhiều người bao quát nàng đều coi là khương thanh nga đối với phần hôn ước này rất kháng cự phần hôn ước này chỉ là chỉ còn trên danh nghĩa có thể theo thời gian dần trôi qua hiểu rõ xuống dưới nàng liền phát hiện khương thanh nga cùng lý lạc ở giữa tình cảm cùng ràng buộc so với bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn càng sâu thậm chí bọn hắn nguyên bản tình cảm đã sớm siêu việt một phần kia mặt giấy hôn ước nhưng là cái này thâm hậu tình cảm bên trong đến tột cùng có bao nhiêu là thuộc về loại kia tình yêu nam nữ cái này thật để cho người ta đoán không ra phần hôn ước này bất luận là đối với lý lạc hay là khương học tỷ kỳ thật cũng không quá công bằng lã thanh nhi bình tĩnh nói câu nói này ta cũng ở trước mặt nói với khương học tỷ qua tư thu dĩnh trợn mắt hốc mồm nàng lắp ba lắp bắp hỏi nói người người còn nói với khương học tỷ qua chuyện này loại chuyện này ở trước mặt cùng người trong cuộc đàm luận lã thanh nhi này bình thường nhìn tỉnh táo ung dung bộ dáng làm sao có thể làm ra dữ dội như thế sự tình a à, đây chính là khương thanh nga a à, người bình thường trông thấy nàng ngay cả nói chuyện cũng không dám Lã Thanh Nhi lại dám ngay mặt nói loại sự tình này. Phần hôn ước kia đối bọn hắn đều là gông cùng xiềng xích. Vì sao không thể nói? Lã Thanh Nhi nói ra. Tư Thu Dĩnh vuốt vuốt cái chán. Trong lòng đối với Lã Thanh Nhi đảm lượng cùng dũng khí cũng là đặc biệt khâm phục. Toàn bộ trong học phủ. Dám như thế đi khiêu khích Khương Thanh Nga. Khả năng cũng liền nàng một người. Cái kia, cái kia Thanh Nga tỷ trả lời như thế nào? Nàng lại là nhịn không được tò mò hỏi. Nàng rất muốn biết. Đối mặt với loại khiêu khích này, Khương Thanh Nga là như thế nào đáp lại? Lã Thanh Nhi nghe vậy, lại là không có trả lời, bởi vì nàng nhớ tới ngày đó Khương Thanh Nga như vậy mang theo cường đại lực trùng kích phản kích. Cái này khiến đến nàng bây giờ, gương mặt đều là không nhịn được hơi đỏ lên, đồng thời không nhịn được thầm than, không hổ là Khương Thanh Nga, đối thủ này thực lực, thật sự là quá mức cường đại, bất quá cho dù là cường địch như vậy, muốn nàng Lã Thanh Nhi biết khó mà lui nhưng cũng là rất không có khả năng sự tình bởi vì sai lầm sự tình cần uốn nắn lã thanh nhi đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia đứng ở trên đỉnh cây thân ảnh ánh mắt kiên định lý lạc ta nhất định sẽ đưa ngươi từ phần kia gông cùng xiềng xích hôn ước bên trong giải cứu ra bóng đêm từ từ cuối cùng là nghênh đón bình minh khi ánh dạng đông thứ nhất xé rách tầng mây bắn ra hướng mảnh rừng núi này ở giữa lúc đột nhiên trong sơn cốc phát ra đầy trời hào quang trong lúc đó cường thịnh đứng lên trong lúc mơ hồ còn có dị hương từ trong đó tản ra, đứng ở ngọn cây lý lạc trước tiên mở mắt ra mắt. Bàn tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt bén nhọn nhìn bốn phía sơn lâm, những địa phương kia có một ít bạo động truyền đến, bởi vì tất cả mọi người biết, đây là thiên linh lộ đản sinh dấu hiệu, tả hữu hai đường, nghỉ ngơi một đêm tần trục lộc, bạch đậu đậu, vương hà cưu bọn người đều là lại lần nữa đề phòng. Chỉ bất quá cũng may hôm qua đại chiến mang đến chấn nhiếp vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Cho nên mặc dù có rất nhiều ánh mắt tràn đầy tham lam quang tới, nhưng lại cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy kéo dài ước chừng mười mấy phút sau, đầy trời hào quang đột nhiên biến mất, ngay sau đó, Bạch Manh manh thân ảnh mảnh khảnh từ ngọn núi trong cái khe chạy chậm đi ra. Sau đó đối với Lý Lạc vị trí phất phất tay, cái kia thanh thuần ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy không che giấu được vẻ vui mừng. Hiển nhiên, toàn này tụ linh đàn thiên linh lộ đã là bị nàng thu lấy, lý lạc trên gương mặt cũng rốt cục có một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho nổi lên. Tiến vào viện cấp thi đấu đến nay, tòa thứ nhất tụ linh đàn, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm được thu vào trong túi. 26 giọt thiên linh lộ mà 99 giọt mới có thể đem một người cử đi tiến long cốt đảo. Cho nên bọn hắn còn cần tiếp tục tìm xuống dưới. Lý Lạc phất phất tay, Tần Trục Lộc bọn người đều là rút lui đến Bạch Manh manh bên kia sau đó lần lượt từng bóng người nhảy vọt mà ra trực tiếp đối với sơn lâm bên ngoài mà đi lý lạc rơi vào cuối cùng hắn hướng bốn phía ôm quyền sau đó hét dài một tiếng thân ảnh như đại ưng giống như lướt dọc mà ra lần đầu tiên tụ linh đàn thủ vệ chiến cuối cùng là kết thúc nhưng tất cả mọi người minh bạch đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi nương theo lấy càng nhiều học phủ thẳng tiến càng ngày càng nhiều kịch liệt cạnh tranh sẽ không ngừng bộc phát vì cái kia mạnh nhất học viên xưng hào cùng viên kia thần thụ kim huy chương 479. Quần thể tụ linh đàn, viện cấp thi đấu vẫn như cũ là tại hừng hực khí thế tiến hành. Trong bất chi bất giác, đã là đi qua trọn vẹn thời gian một tuần. Tại một tuần này bên trong, viện cấp thi đấu bên trong bạo phát không biết bao nhiêu trận tranh đấu. Mỗi một tòa tụ linh đàn xuất hiện, đều sẽ dẫn tới rất nhiều học phủ nhìn trộm. Tiếp theo lại là một trận đại chiến. Tại loại này không ngừng chiến đấu dưới, càng ngày càng nhiều thực lực mạnh mẽ học viên bắt đầu trổ hết tài năng. Tiếp theo danh chấn viện cấp thi đấu, dẫn tới các phương chú ý mà ở trong đó, lại phải lấy thánh huyền tinh học phủ song tướng giả lý lạc nhất là lóa mắt sáng chói. Có người hiểu chuyện gọi hắn là lần này nhất tinh viện viện cấp thi đấu vị thứ tư đoạt giải quán quân lôi cuốn. Bất quá lý lạc đối với những này thanh danh lại cũng không là quá quan tâm. Bởi vì hắn muốn cũng không phải một cái gì vị thứ tư đoạt giải quán quân lôi cuốn. Mục tiêu của hắn là cái kia nhất tinh viện mạnh nhất học viên xương háo. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn trông mà thèm cái kia thần thụ Kim Huy, đương nhiên, còn có thanh Nga tỷ cho nhiệm vụ, mà lại cái kia cảnh thái hư, trung quy vẫn là cần giáo dục một chút, đây quan hệ đến Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ vấn đề mặt mũi. Mà tại một tuần này bên trong, Lý Lạc bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn hết thảy tìm được bốn tòa cỡ nhỏ tụ linh đàn. Một tòa cỡ trung tụ linh đàn. Tại những này tụ linh đàn trợ giúp dưới, trong tay bọn họ Thiên Linh Lộ rốt cục thuận lợi lấp kín một cái linh hồ lô, đạt đến 99 giọt số lượng, điều này nói rõ Thánh Huyền Tinh học phủ nhất tinh viện bên này tối thiểu nhất là có thể hộ tống một người thông qua biển lửa. Tiến vào Long Cốt đảo, nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ, bởi vì lý Lạc Mục tiêu là muốn đem bọn hắn nhất tinh viện bên này tối thiểu cử đi 3 đến 4 cá nhân tiến vào Long Cốt đảo. Hắn dù sao cũng là nhất tinh viện tổng đội trưởng không có khả năng bởi vì chính mình có bảo hộ liền mặc kệ những người khác. Mà lại càng nhiều người tiến vào Long Cốt Đảo, cũng có thể cho hắn cung cấp càng nhiều hiệp trợ, dù sao lần này viện cấp thi đấu cần tập thể lực lượng. Cho nên coi như tiến vào Long Cốt Đảo, có tần trục lộc, bạch đậu đậu đám người hiệp trợ, hắn cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá tụ linh đàn tìm cũng không dễ dàng, bọn hắn chỉ là gom góp cái này nhóm đầu tiên 99 giọt. Liền đã hao tốn thời gian một tuần dựa theo loại này tiến triển xuống dưới liền xem như tốn hao một tháng chỉ sợ đều không nhất định có thể gom góp cử đi ba bốn người phần thiên linh lộ mà viện cấp thi đấu tiếp tục thời gian cũng sẽ không lâu như vậy hiển nhiên loại này làm từng bước tìm phương pháp có chút không làm được muốn một bước lên trời chỉ có cao cấp tụ linh đàn mới có thể đạt tới nhưng cũng tiếc chính là cao cấp tụ linh đàn cực kỳ khó tìm lý lạc bọn hắn cố gắng một tuần xuống tới đều không có đạt được nửa điểm có quan hệ cao cấp tụ linh đàn tin tức bất quá cũng may đối với cái này lý là cũng không nóng này bởi vì hắn biết theo càng thẳng tiến viện cấp thi đấu trận chỗ sâu cao cấp tụ linh đàn tất nhiên sẽ xuất hiện mà sự thật cũng đúng như hắn sở liệu theo viện cấp thi đấu tiếp tục đến thứ cửu thiên lúc bọn hắn rốt cục nhận được một cái cực kỳ kình bạo tình báo quần thể tụ linh đàn rốt cục xuất hiện một đầu lao nhanh sông lớn bãi cát một bên lý lạc nhìn qua cái kia thở phì phò chạy tới ngu lãng đặc biệt là tại nghe xong hắn thở hồng hộc nói xong tình báo về sau lập tức không nhịn được đứng dậy mặt khác nghỉ ngơi đám người cũng là kinh ngạc ngẩng đầu trong mắt tràn đầy kinh hỉ cái gọi là quần thể tụ linh đàn chính như kỳ danh chỉ không phải một tòa tụ linh đàn mà là liền khối tụ linh đàn xuất hiện tại cùng một cái khu vực bình thường quần thể tụ linh đàn bên trong đều sẽ đản sinh ra cao cấp tụ linh đàn thậm chí còn không chỉ một tòa quần thể tụ linh đàn chỉ sẽ xuất hiện tại viện cấp thi đấu chỗ sâu từ một loại nào đó góc độ tới nói đây cũng là học phủ liên minh điều khiển kết quả bởi vì một khi quần thể tụ linh đàn bắt đầu xuất hiện cũng liền nói rõ bọn hắn đã tiếp cận long cốt đảo loại này khu vực hạch tâm viện cấp thi đấu nửa trước trận sẽ nghênh đón một lần náo nhiệt nhất tụ tập chỉ sợ tất cả thu đến tiếng gió học phủ đều sẽ tốc độ cao nhất chạy tới quần thể tụ linh đàn xuất hiện vị trí mà cái này cũng là Lý Lạc gần nhất những ngày này vẫn luôn đang chờ đợi tin tức. Đương nhiên, có lẽ không chỉ là hắn. Tất cả học phủ đều đang đợi. Hắn muốn nhiều cử đi mấy người tiến vào Long Cốt Đảo. Như vậy quần thể tụ linh đàn là cơ hội duy nhất. Ngu lãng gật gật đầu. Nói, chúng ta ở phía trước gặp một chi học phủ đội ngũ. Trao đổi lẫn nhau tình báo. Sau đó từ bọn hắn trong miệng biết được tình báo này, đây không phải tin tức giả bởi vì loại tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra đến mà lại quần thể tụ linh đàn xuất hiện đưa tới động tĩnh cực lớn không có khả năng che lấp dựa theo bọn hắn cung cấp phương hướng cách chúng ta cũng không tính quá xa hẳn là cũng liền một ngày lộ trình đám người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng lý lạc vui vẻ ra mặt lớn ghế cuối cùng là chờ được cùng cái này quần thể tụ linh đàn so ra liền xem như bọn hắn ăn cỡ trung tụ linh đàn đều chỉ bất quá là một trận món ăn khai vị mà thôi bất quá nghe nói quần thể tụ linh đàn cực kỳ đặc thù cũng không biết lần này sẽ là cái gì khiêu chiến cơ chế bạch đậu đậu ở một bên nói ra lý lạc lắc đầu cười nói đến liền biết các vị nghỉ ngơi tốt mà nói vậy liền lên đường thôi đám người nghe vậy đều là gật đầu sau đó một đoàn người hơi chút thu thập chính là đối với cái kia quần thể tụ linh đàn xuất hiện phương hướng tốc độ cao nhất mà đi mà khi bọn hắn tại khởi hành đi đường không lâu chính là gặp được không ít mặt khác học phủ đội ngũ thân ảnh nhìn bộ dáng kia cùng bọn hắn là giống nhau phương hướng hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn cũng là quần thể tụ linh đàn rất nhiều học phủ đội ngũ riêng phần mình đi đường nước giếng không phạm nước sông có lẽ là bởi vì viện cấp thi đấu bên trên thiên linh lộ đang cất vào linh hồ lô sau liền không thể cướp đoạt quy tắc cho nên tại không có tranh đoạt tụ linh đàn thời điểm từng cái học phủ đội ngũ ở giữa vẫn tương đối hiền lành cũng sẽ không động một chút lại sinh ra dị tâm dù sao tại không có lợi ích khu động tình huống dưới ai cũng không muốn không duyên cớ mở ra đại chiến tiêu hao thực lực bản thân điểm này ngược lại là cùng tại ngoại giới có rõ ràng khác biệt bất quá viện cấp thi đấu mở ra những ngày này thánh huyền tinh học phủ đã trải qua từng tràng đại chiến bây giờ danh khí hiển nhiên là chân chính sông đi ra đặc biệt là lý lạc vị này tổng đội trưởng càng là danh khí vang dội, cho nên đoạn đường này mà đi, trong khi hắn học phủ đội ngũ tại nhận ra bọn hắn về sau. Đều là nhao nhao đối với Lý Lạc Quang tới ánh mắt tò mò. Tự nhiên càng là không người sẽ đuôi mù đến đây trêu chọc. Thế là tại đoạn đường này thông suốt dưới, ngày thứ hai lúc buổi sáng, Lý Lạc bọn hắn rốt cục đã tới quần thể tụ linh đàn xuất hiện khu vực. Đó là một mảnh cực kỳ bát ngát đầm, từng tòa đảo nhỏ như bàn cờ bên trên quân cờ giống như tô điểm trong đó. Mà lúc này, từng tòa trên đảo nhỏ đứng thẳng từng thanh cờ xí. Trên cờ xí mặt là từng cái học phủ viện huy, nước hồ quét mà qua, từng tòa cờ xí phất phới, bay phất phới, sôi trào tiếng người tụ lại, vang vọng bốn phía, thỉnh thoảng còn có càng nhiều đội ngũ từ bốn phương tám hướng nhảy vọt mà đến. Hướng về từng tòa đảo nhỏ, phi thường náo nhiệt, lý lạc ánh mắt nhìn ra xa hướng đầm chỗ sâu, chỉ thấy nơi đó giữa thiên địa lượn lờ lấy nồng vụ. Trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được từng tòa phảng phất cung điện giống như kiến trúc. Lăng không đứng sừng sững, bàng bạc hùng hồn năng lượng thiên địa từng lớp từng lớp từ trong đó phát ra. Tràn ngập tòa này đầm, đặc biệt là khu vực hạch tâm bốn tòa đại điện kiến trúc. Cái kia phát ra năng lượng càng là kinh người, dựa theo lý lạc trước đó dò xét qua tụ linh đàn đến phỏng đoán. Cái này bốn tòa đại điện, tất nhiên là thuộc về cao cấp tụ linh đàn. Một màn này, thấy lý là không nhịn được lau lau miệng trong mắt khát vọng che đều che không được, bọn hắn đoạn đường này mà đến, cao cấp tụ linh đàn thế nhưng là một tòa cũng không từng tìm tới qua. Mà bây giờ nơi này lại là trực tiếp xuất hiện bốn tòa. Đây mới là viện cấp thi đấu bên trên lớn nhất một khối bánh ngọt. Nếu như có thể ở chỗ này cắn một cái mà nói, như vậy tất cả mục tiêu đều sẽ đạt tới, chương 480, thang mây, Lý Lạc một đoàn người tại sau khi đến cũng là cấp tốc tìm một tòa không người đảo nhỏ chiếm đứng lên sau đó đem thánh huyền tinh học phủ viện cờ cho đứng lên biểu thị nơi đây có chủ mà khi bọn hắn cắm xuống viện cờ một chớp mắt kia bọn hắn tất cả mọi người là cảm giác được trong tay la bàn thủy tinh chấn động một cái tiếp lấy chính là có một đạo tin tức trống rỗng xuất hiện ở trong đầu những tin tức kia chính là có quan hệ với lần này quần thể tụ linh đàn đám người tranh thủ thời gian tiếp thu đạo tin tức kia mấy phút đồng hồ sau tất cả mọi người nhíu mày thật sự là phiền phức đâu lã thanh nhi nhíu mày nói khẽ lý lạc tràn đầy đồng cảm gật gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn qua hồ nước chỗ sâu giữa không trung trong mây mù những kiến trúc kia từ đạo này truyền lại mà đến trong tin tức trước mắt những này quần thể tụ linh đàn nghiêm chỉnh mà nói có thể chia bốn mảnh mỗi một phiến quần thể tụ linh đàn đều lấy một tòa cao cấp tụ linh đàn làm hạch tâm mà tại tòa này cao cấp tụ linh đàn chung quanh còn sen lẫn lấy rất nhiều trung cấp tụ linh đàn, từ tài nguyên phong phú trình độ tới nói, thật là để cho người ta trông mà thèm đến chảy nước miếng. Dù sao lý lạc bọn hắn trước đây vất vả thời gian một tuần, cũng mới tìm được một tòa trung cấp tụ linh đàn, vài tòa cấp thấp tụ linh đàn mà thôi, nhưng là, muốn có được những này tụ linh đàn, lại cũng không là sự tình đơn giản như vậy. Đầu tiên phiền toái nhất, chính là Đăng Vân Thê, cái gọi là Đăng Vân Thê chính là bốn tòa cao cấp tụ linh đàn trước đó cái kia lấy mây mù hình thành cầu thang. Cầu thang một đường kéo dài tới mà xuống, hình thành thang lên trời, đây cũng là duy nhất có thể tiến vào cao cấp tụ linh đàn con đường. Chỉ có thông qua đăng vân thê, một đường đi đến trước đại điện, gõ vang trước đại điện tụ linh chung, lúc này mới có thể đem mảnh này quần thể tụ linh đàn mở ra. Tiếp theo thu hoạch thiên linh lộ, nhưng muốn thông qua đăng vân thê, lại cũng không đơn giản bởi vì mảnh này quần thể tụ linh đàn ngưng tụ cực kỳ to lớn năng lượng thiên địa những thiên địa năng lượng này sẽ hình thành năng lượng uy áp như là dòng lũ giống như từng lớp từng lớp dọc theo đăng vân thê cọ rửa xuống tới bất kỳ cái gì ngăn cản không nổi năng lượng trùng kích người đều sẽ lao xuống đi mà lại đăng vân thê chỉ có thể người trước đó nói cách khác người này tất nhiên là cần cực mạnh thực lực có thể chống lại năng lượng trùng kích mới có thể bất quá tuy nói Đăng Vân Thê chỉ có thể người trước đó. Nhưng nếu như thật cũng chỉ dựa vào một người đi mà nói. Liền xem như cảnh thái hư, đều chỉ sẽ bị cao cấp tụ linh đàn năng lượng kinh khủng kia trùng kích xông thành một kẻ ngốc. Cho nên, còn cần có người chia sẻ, hơn nữa còn không phải một người, bởi vì không đủ, còn thiếu rất nhiều, cái này tính toán, không phải lấy một người tới luận, mà là lấy học phủ số lượng đến luận, từ truyền lại mà đến tình báo đến xem đang vân thê bốn phía, có bốn tòa bệ đá lơ lửng, mỗi một tòa bệ đá, đều cần có một tòa học phủ người đến chấn thủ, mà phải biết, một tòa học phủ đội ngũ nhân số cộng lại nhiều đến hơn 10 người. Cái này bốn tòa bình đài lại thêm đứng lên, chẳng phải là tổng số người cần 50, 60 người, nhiều người như vậy hỗ trợ chia sẻ năng lượng trùng kích. Có thể thấy được cái kia cao cấp tụ linh đàn năng lượng trùng kích khủng bố đến mức nào? Đơn giản tới nói muốn mở ra một mảnh quần thể tụ linh đàn cần thỏa mãn hai cái điều kiện thứ nhất một cái thực lực cường đại đến có thể tiếp nhận từng lớp từng lớp năng lượng trùng kích cuối cùng gõ vang tụ linh trung nhân tuyển thứ hai trừ chính mình sở tại học phủ bên ngoài còn phải lại tìm ba cái học phủ đội ngũ đến phân gánh năng lượng trùng kích hai cái điều kiện bên trong điều kiện thứ nhất không thể nghi ngờ là khó khăn nhất bởi vì tuy nói có nhiều người như vậy hỗ trợ chia sẻ nhưng trèo lên bậc thang người khó tránh khỏi sẽ tiếp nhận nhiều nhất năng lượng trùng kích mà lại trọng yếu nhất chính là trèo lên bậc thang người là cái thứ nhất đi lên chỉ có khi người này chân chính đứng ở trên thang mây khiêu chiến mới xem như bị kích hoạt mặt khác người hiệp trợ mới có thể nhao nhao leo lên bốn tòa bình đài hỗ trợ chia sẻ áp lực mà cái này cái thứ nhất trèo lên bậc thang người tự nhiên là cần tại không có người hỗ trợ tình huống dưới trước một mình tiếp nhận đợt thứ nhất năng lượng trùng kích tuy nói cái này đợt tấn công thứ nhất yếu nhất nhưng đồng dạng lúc này cũng không có người hỗ trợ chia sẻ cho nên liền xem như yếu nhất một đợt năng lượng trùng kích đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp tục chống đỡ điều kiện thứ hai đơn giản chính là dựa vào người mà bây giờ nơi này hội tụ nhiều như vậy học phủ đội ngũ thứ không thiếu nhất ngược lại chính là người cho nên chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện thứ nhất như vậy điều kiện thứ hai ngược lại đơn giản hiện tại vấn đề là cái kia trèo lên bậc thang người thực lực đến tột cùng cần mạnh đến mức nào bạch đậu đậu trầm ngâm nói mọi người đều là lắc đầu cái này cũng không có nói rõ chi tiết bất quá cũng là không vội bởi vì tại bọn hắn thảo luận thời điểm hồ này chạch bên trên đã là có thật nhiều học phủ tại dục dịch một chút tự xưng là thực lực còn không yếu tổng đội trưởng kích động cuối cùng rốt cục có người dẫn đầu phóng lên tận trời lao thẳng tới một tòa thang mây mà đi đó là hắc diệu thánh học phủ tổng đội trưởng tiền nhất minh người này thực lực mạnh mẽ nghe nói trước đây đánh bại mấy vị mặt khác học phủ tổng đội trưởng trên quần đảo có rất nhiều thanh âm vang lên ngược lại là đem cái này ý đồ cái thứ nhất người ăn cua nhận ra mà tại cái kia đông đảo ánh mắt chú ý xuống cái kia tên là tiền nhất minh tổng đội trưởng như đại bằng phóng lên tận trời sau đó trực tiếp liền rơi về phía một tòa thang mây oanh khi hắn rơi trong nháy mắt đó Tất cả mọi người là nghe thấy được một đạo to rõ tiếng oanh minh tại trên thang mây kia vang lên. Lại sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy một đạo hiện ra lộng lẫy sắc thái dòng lũ, tựa như như hồng thủy dọc theo thang mây gào thét xuống. Trong dòng lũ kia, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng thiên địa, trùng kích thời cùng không khí ma sát, không ngừng phát ra oanh minh tiếng nổ mạnh, âm um, vẻn vẹn mấy tức đằng sau, cái kia đợt thứ nhất năng lượng trùng kích dòng lũ liền cùng tiền nhất minh chạm vào nhau người sau đang gầm thét âm thanh bên trong cũng là đem tự thân tướng lực không giữ lại chút nào bộc phát nhưng mà vẻn vẹn chỉ là kiên trì thời gian mấy hơi thở tiền nhất minh chính là bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết một ngụm máu tươi phun ra cả người trực tiếp bị từ trên thang mây quét ngang xuống tới một đầu chìm vào trong đầm tóe lên mười mấy mét bọt nước vô số đạo ánh mắt nhìn đến trợn mắt hốc mồm đang vân thê năng lượng dòng lũ trùng kích đáng sợ như vậy sao ngay cả tiền nhất minh đều không có chống đỡ đợt thứ nhất. Mà nhịn không được đợt thứ nhất, vậy liền không có cách nào đem tụ linh đàn kích hoạt. Cái kia mặt khác người hiệp trợ tự nhiên cũng liền không cách nào đi lên hỗ trợ chia sẻ. Đây quả thực là vòng lặp vô hạn, đầm trên quần đảo, bầu không khí hơi an tĩnh một chút, nguyên bản lửa nóng không khí lập tức gặp khó. Mảnh này quần thể tụ linh đàn mặc dù mê người nhưng hiển nhiên không phải là người nào đều có thể thưởng thức được đó a à. nhưng loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu bởi vì đột nhiên có bạo động âm thanh tại quần đảo bên trong truyền ra từng tia ánh mắt nhìn về phía bạo động truyền đến phương hướng sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy một bóng người dường như đạp gió mà đi từng bước trèo lên không tay áo bồng bềnh dị thường tiêu sái khi đạo nhân ảnh này thời điểm xuất hiện đầm bên trên lập tức sôi trào lên từng đạo ánh mắt lửa nóng bắn ra mà đi thậm chí ngay cả lý lạc bọn hắn, đều là ngưng thần nhìn lại, bởi vì lần này cái kia trèo lên không hướng về đăng vân thê người là. Cảnh thái hư, chương 481, thiện ý, khi cảnh thái hư hiện thân một khắc này, đầm trên quần đảo đều có bạo động âm thanh truyền ra. Từng tia ánh mắt bắn ra hướng cái kia đạo ngự phong lên không thân ảnh. Trong mắt mang theo một chút vẻ ước ao, lý lạc đồng dạng là đang nhìn, hắn hai mắt nhắm lại. Cảnh thái hư quanh thân tướng lực lưu động, hóa thành gió nhẹ, cõng lên lấy thân thể của hắn. Đây chính là phong tướng chỗ tốt, tại cái khác tướng sư cảnh cũng còn không có đủ ngự không năng lực thời điểm. Bọn hắn liền đã có thể ngắn ngủi lăng không phi hành. Hắn phong tướng chi lực, linh tính thật mạnh, một bên bạch đậu đậu không nhịn được lên tiếng. Có chút hâm mộ, nàng tự thân cũng là phong tướng, hơn nữa còn là đạt đến hạ bát phẩm phẩm dai. Nhưng cái này cùng trước mắt cảnh thái hư so ra lúc. Hay là có cực kỳ tranh lệch rõ ràng hư cửu phẩm danh bất hư truyền tiểu tử này vẫn rất sẽ đùa nghịch ngu lãng bĩu môi có chút ê ẩm nói ra không thể không nói lúc này cảnh thái hư cực kỳ hút người nhãn cầu nó bộ dáng vốn là tuấn lãng lại đang dưới vạn chúng chú mục ngự phong mà lên đích thật là có một loại ngọc thụ lâm phong phiêu nhiên như tiên cảm giác đã xem không ít nữ học viên đều là con mắt lé sáng tinh tinh bất quá những người khác ngược lại là chưa từng để ý điểm này bọn hắn càng nhiều hay là tại chờ đợi cảnh thái hư có thể hay không chịu đựng lấy tụ linh đàn đợt thứ nhất năng lượng dòng lũ trùng kích mà tại cái kia đông đảo ánh mắt chú ý xuống mười mấy hơi thở về sau cảnh thái hư thân ảnh chính là rơi vào trên thang mây oanh rơi xuống một chớp mắt kia giữa thiên địa có oanh minh âm thanh lớn vang vọng chỉ thấy trên thang mây kia hoa mỹ năng lượng dòng lũ trực tiếp gào thét mà xuống tựa như là một đầu dọc theo thang mây gào thét xuống nội long chỉ là khí thế như vậy liền có thể đem thường nhân sợ đến mặt như màu đất nhưng cảnh thái hư hiển nhiên không ở trong đám này hắn không chỉ có không có lùi bước ngược lại là vào lúc này trực tiếp thôi động lên hùng hồn tướng lực chỉ thấy tướng lực màu xanh phun trào ở tại đầu ngón tay cấp tốc ngưng tụ áp xúc thanh phong pháo cảnh thái hư khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt lên tiếng oanh oanh minh đột nhiên nổ vang nó đầu ngón tay tướng lực màu xanh trải qua trùng điệp áp xúc vào lúc này giống như một viên như đạn pháo ẩm vang mãnh liệt bắn mà ra màu xanh phong đoàn cùng không khí đè ép phát ra chói tai tiếng nổ ngay cả hư không đều là có chút chấn động đứng lên âm um, viên kia gió pháo tốc độ nhanh đến kinh người rất nhiều người đều vẻn vẹn nhìn thấy trước mắt thanh quang lóe lên viên kia thanh phong pháo chính là liền xông ra ngoài cùng cái kia gào thét xuống năng lượng dòng lũ chạm vào nhau âm um, ầm um, tựa như là liên miên sấm rền không ngừng tại trên bầu trời nổ vang. Cả hai va chạm, cái kia thế không thể đỡ năng lượng dòng lũ cũng là bị ngăn cản mấy tức. Sau đó dòng lũ phun trao, đem cái kia gió pháo nuốt sống xuống dưới. Sau đó tiếp tục gào thét mà xuống, cũng là đem cảnh thái hư thân ảnh che mất đi vào. Nhưng lúc này cảnh thái hư toàn thân thanh quang phun trao. Nếu là nhìn kỹ lại, phảng phất là từng mặt màu xanh phong thuẫn, đồng thời lấy một loại xảo rượu phương thức, đem đánh thẳng tới năng lượng dòng lũ đại bộ phận đẩy ra. Như vậy, khi dòng lũ kia cuối cùng tiêu tán lúc, hắn vẫn như cũ là đứng ở trên thang mây, vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau một bước mà thôi. Hiển nhiên, hắn thành công đem cái này đợt thứ nhất năng lượng dòng lũ trùng kích ngăn cản xuống tới. Soạt, một màn này cũng đã rơi vào đầm trên quần đảo đông đảo học viên trong mắt. Lập tức đưa tới sôi trào xôn xao âm thanh từng tia ánh mắt mang theo kiêng kỵ cùng kính úy nhìn về phía cảnh thái hư thân ảnh. Người sau chỉ là chiêu này, liền hiển lộ ra thực lực không tầm thường. Quả nhiên không hổ là lần này viện cấp thi đấu nhất tinh viện lớn nhất đạt giải quán quân lôi cuốn. Cảnh thái hư thành công ngăn trở đợt thứ nhất năng lượng dòng lũ. Như vậy tòa này tụ linh đàn tự nhiên là bị hắn kích hoạt lên. Tuy nói đến lúc đó hưởng thụ đầu to vẫn như cũ là hắn chỗ học phủ. Có thể năng lượng dòng lũ chút xuống về sau vẫn như cũ sẽ có năng lượng lưu lại rơi xuống trong đầm đến lúc đó nơi này đồng dạng sẽ có một chút thiên linh lộ xuất hiện cho nên những người khác cũng coi là có thể ăn vào một chút canh nước cho nên đối với cảnh thái hư thành công kích hoạt quần thể tụ linh đàn những người khác cũng coi là thích nghe ngóng cảnh thái hư tại thành công kích hoạt lên toàn này quần thể tụ linh đàn về sau chính là quay người từ trên thang mây rơi xuống đồng thời ánh mắt nhìn chung quanh quần đảo cao giọng vang vọng các vị mặt khác học phủ bằng hữu tòa này quần thể tụ linh đàn đã bị ta kích hoạt. Bất quá ta còn cần ba tòa học phủ vì ta chia sẻ năng lượng uy áp. Cho nên nếu là cái nào ba tòa học phủ có năng lực như thế mà nói. Có thể đến đây tìm ta hợp tác thương lượng, thanh âm rơi xuống, hắn đã là rơi về phía thánh minh vương học phủ chỗ đảo nhỏ. Mà hắn, cũng lập tức tại trên quần đảo đưa tới bạo động, rất nhiều học phủ tổng đội trưởng đều là có chút tâm động nếu như có thể trở thành cảnh thái hư người hợp tác như vậy đến lúc đó tự nhiên cũng có thể kiếm một chén canh dù sao mảnh kia quần thể tụ linh đàn quá mức phong phú coi như chỉ là một ngụm cái kia đều so với bọn hắn trước đó một tuần thu hoạch muốn càng nhiều chỉ bất quá mặc dù cảnh thái hư nói còn tính là khách khí nhưng kỳ thật tất cả mọi người minh bạch cùng nói là người hợp tác kỳ thật vẫn là phụ thuộc lấy cảnh thái hư ăn một miếng thôi dù sao hiện tại nơi này có thể không thiếu người cái kia cái gọi là hỗ trợ chia sẻ thật sự là có quá nhiều lựa chọn cho nên giữa song phương cao thấp một chút có biết thật đi ăn một ngụm này khó tránh khỏi muốn buông xuống ngạo khí hạ thấp tư thái bất quá rất nhiều người vì thiên linh lộ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một nhịn trên quần đảo rất nhiều học phủ tại trải qua ngắn ngủi do dự về sau rốt cục có người nhịn không được dẫn đầu khởi hành hướng về thánh minh vương học phủ chỗ đảo nhỏ mà theo có người mở đầu, những người khác lập tức cũng sợ ba cái danh ngạch bị cướp ánh sáng. Trong lúc nhất thời nhao nhao lướt đi, chàng diện lộ ra vô cùng hỗn loạn, mà thánh minh vương học phủ học viên, thì là trên mặt ý cười nhìn qua một màn này, trong mắt mang theo không che giấu được ngạo nghễ cùng đắc ý, bất quá bọn hắn đắc ý cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì rất nhanh liền có hai bóng người đột nhiên phá không mà lên. Lao thẳng tới mặt khác hai tòa quần thể tụ linh đàn. Cái này lập tức dẫn tới quần đảo bên trong rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đi. Tiếp theo xôi cháo, là Thánh Sơn học phủ tôn Đại Thánh, còn có Thiên Hỏa Thánh học phủ Lộc Minh. Bọn hắn cũng muốn xuất thủ sao? Khi hai đạo thân ảnh kia lúc xuất hiện, Lý Lạc đám người ánh mắt đồng dạng là bắn ra mà đi. Bất quá hắn càng nhiều hơn chính là đang nhìn hướng trong đó một đạo tinh tế thon dài bóng hình xinh đẹp. Lộc Minh, chính là cái kia huyễn lôi song tướng người sở hữu sao? đây là lý lạc lần thứ nhất gặp phải mặt khác song tướng giả cho nên có chút để bụng tên là lộc minh nữ hai da thịt dị thường trắng nõn tại nhàn nhạt dưới ánh mặt trời chiết xạ sáng bóng trong suốt nàng ngũ quan đẹp đẽ nghiễm nhiên là cái mỹ nhân cùng nhau chỉ bất quá trên mặt không có quá nhiều biểu lộ lãnh lãnh đạm đạm có một loại cự người ngàn dặm lãnh ngạo cảm giác tại thân thể của nàng mặt ngoài mơ hồ dường như có lôi quang đang lưu chuyển tại đông đảo nhìn soi mói lộc minh cùng tôn đại thánh riêng phần mình lướt về phía một tòa quần thể tụ linh đàn sau đó bọn hắn chính là trực tiếp bạo phát ra hùng hồn tướng lực tướng lực kia đẳng cấp một chút có thể thấy được đều là hóa tướng đoạn đệ tam biến khi bọn hắn rơi vào trên thang mây lúc năng lượng dòng lũ trùng kích thì là lập tức bộc phát gào thét xuống ha 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 đến cảnh thái hư trải qua ta cũng không tin ta tôn đại thánh không được tôn đại thánh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu bàn tay nắm chặt kim côn, sau đó trực tiếp một côn gào thét mà ra, kim quang đánh nổ không khí, lôi cuốn lấy cự lực, trực tiếp đánh tới hướng cái kia gào thét mà tới năng lượng dòng lũ. Lộc Minh bên kia thì là động tĩnh không có kinh người như vậy. Nàng chỉ là duỗi ra tinh tế tay ngọc, tướng lực chảy xuôi ở giữa, trực tiếp là tại nàng cổ tay trắng chỗ tạo thành một đạo lé ra lôi quang. Lại có chút như trong suốt tướng lực quang hoàn, Lý Lạc nhìn thấy đạo này quen thuộc tướng lực quang hoàn hai mắt chính là hơi khép một chút. Đây là hợp nhất cảnh song tướng chi lực. Cái này Lộc Minh thi triển đi ra, ngược lại là lộ ra dị thường nhẹ nhõm. Lộc Minh một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay dường như có lôi quang lấp lóe một đạo uốn lượn lôi mãng chính là bộc phát mà ra. Cùng cái kia năng lượng dòng lũ chạm vào nhau, ầm ầm, hai tòa trên thang mây, tiếng oanh minh không ngừng, năng lượng dòng lũ không ngừng chút xuống ra. Cuối cùng, tôn đại thánh cùng Lộc Minh thân thể đều là chấn động lui về phía sau hai bước nhưng trung quy là đem cái này đợt thứ nhất năng lượng chịu đựng được kết quả này ngược lại là cũng không xảy ra ngoài ý muốn dù sao tôn đại thánh cùng lộc minh đều là cùng cảnh thái hư một dạng danh liệt tam đại đoạt giải quán quân lôi cuốn ai cũng biết ba người này là lần này chén thánh chiến nhất tinh viện bên trong người mạnh nhất cảnh thái hư có thể gánh vác bọn hắn không có đạo lý sẽ không được mà tôn đại thánh cùng lộc minh tại nhìn thấy kết quả này về sau cũng không có lộ ra quá mức ngạc nhiên rất bình tĩnh xoay người mà xuống trở xuống riêng phần mình học phủ chỗ hòn đảo ngay sau đó chính là có rất nhiều học phủ tổng đội trưởng đối với hai tòa này hòn đảo hội tụ mà lên phi thường náo nhiệt chúng ta làm sao bây giờ thánh huyền tinh học phủ bên này ngu lãng nhìn qua cái kia bị vây đến chật như nêm cối ba tòa hòn đảo sau đó gãi đầu một cái hỏi lý lạc nghe vậy vừa muốn nói chuyện đột nhiên thần sắc khẽ động nhìn qua cách đó không xa nơi đó có một bóng người đạp nước mà đến đồng thời dẫn tới rất nhiều ánh mắt đều là đang kinh dị nhìn tới bởi vì người kia là cảnh thái hư tại từng tia ánh mắt kia nhìn soi mói cảnh thái hư trực tiếp là tới lý lạc bọn hắn chỗ đảo nhỏ người tới làm cái gì lý lạc nhìn qua cảnh thái hư có chút kỳ quái hỏi cảnh thái hư cười cười nói lý lạc đồng học có hứng thú hợp tác sao lý lạc cười nói ngươi còn thiếu người hợp tác cảnh thái hư nói thực lực càng mạnh người hợp tác tự nhiên cũng sẽ để ta đi được thoải mái hơn ngươi gần nhất chiến tích ta có chỗ nghe thấy nếu là ngươi nguyện ý giúp ta cuối cùng các ngươi chỗ thu hoạch những tụ linh đàn kia lưu bốn thành cho ta là được lý lạc đồng học không nên cảm thấy là tâm ta đen mặt khác những người hợp tác kia cuối cùng là cần giao ra sáu thành lý lạc kinh ngạc nói hảo tâm như vậy cảnh thái hư thản nhiên nói chỉ là muốn cùng lý lạc đồng học hóa giải một chút quan hệ mà thôi trước đây có quan hệ khương học tỷ phần tình báo kia sự tình đích thật là ta làm không tốt lắm ta cảm thấy nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước làm bằng hữu như thế nào hắn trên mặt dáng tươi cười đối với lý lạc xòe bàn tay ra lý lạc có chút hăng hái nhìn chằm chằm cảnh thái hư một bên ngu lãng dùng không lớn nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe thấy thanh âm thầm nói làm sao cảm giác tiểu tử này là muốn dùng lý lạc làm ván cầu đến gần khương học tỷ a cảnh thái hư thần sắc không thay đổi chỉ là nhìn xem lý lạc nhưng chờ giây lát lý lạc cũng không từng đưa tay tiếp nhận hắn phần này thiện ý thế là hắn chỉ có thể lắc đầu đưa tay cho thu hồi lại xem ra lý lạc đồng học đối với ta trước đó làm tương đối để ý cảnh thái hư cười cười lý lạc ngược lại là không hứng thú cùng hắn ở chỗ này làm những này lục đục với nhau hắn chỉ chỉ giữa không trung chẳng qua là cảm thấy chúng ta không có cái gì hợp tác không gian bởi vì ta khẩu vị cũng rất lớn dù sao nơi đó còn thừa lại một mảnh quần thể tụ linh đàn cảnh thái hư ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cuối cùng một mảnh vẫn chưa có người nào bước chân quần thể tụ linh đàn minh bạch lý lạc ý tứ lúc này không nhịn được cười cười minh bạch lý lạc đồng học dã tâm không nhỏ vậy liền hy vọng ngươi có thể thành công đi thoại âm rơi xuống hắn chính là trực tiếp quay người rời đi chương 482, Lý Lạc dã tâm, đợi đến cảnh thái hư tại vạn chúng nhìn chừng chừng kia bên dưới sau khi rời đi. Lã Thanh Nhi mới có hơi kinh ngạc nhìn Lý Lạc, người cũng muốn thử một chút có thể hay không dựa vào năng lực của người kích hoạt một tòa quần thể tụ linh đàn. Lúc trước Lý Lạc trong lời nói y tứ, hiển nhiên là không có ý định trở thành cảnh thái hư đám người phụ thuộc. Muốn phân càng nhiều hơn một chút bánh ngọt, biện pháp tốt nhất chính là trở thành phân bánh ngọt người lý lạc đón đám người cười nói đây chính là một mảnh quần thể tụ linh đàn nếu như cầm xuống mà nói chúng ta thì có thể chuẩn bị tiến vào long cốt đảo bạch đậu đậu gật đầu nói nếu quả thật có thể cầm xuống đó là đương nhiên là kết quả tốt nhất chỉ là từ vừa rồi cảnh thái hư xuất thủ của bọn hắn đến xem muốn ngăn cản bên dưới đợt thứ nhất năng lượng trùng kích đem quần thể tụ linh đàn kích hoạt chỉ sợ là cần hóa tướng đoạn đệ tam biến thực lực câu nói kế tiếp nàng ngược lại là không nói, nhưng Lý Lạc minh bạch nàng ý tứ, tuy nói đoạn đường này mà đến, Lý Lạc chiến tích tương đương hiển hách, bây giờ thậm chí được xưng là vị thứ tư lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn. Có thể chỉ ít từ tướng lực đẳng cấp nhìn lại, hiện tại Lý Lạc vẫn như cũ vẫn chỉ là hóa tướng đoạn đệ nhị biến. Cái này cùng cảnh thái hư, lộc minh, tôn đại thánh ba người hay là có tranh lệch, mà lại điểm trọng yếu nhất là, coi như lý lạc thật ngăn trở đợt thứ nhất năng lượng dòng lũ trùng kích. Nhưng cuối cùng liền có thể xuyên qua thang mây, gõ vang tụ linh chung, mở ra mảnh này quần thể tụ linh đàn sao? Đến lúc đó nếu là thất bại, sợ là sẽ phải dẫn tới cười vang, mà lại, khi đó bọn hắn ngay cả phụ thuộc những người khác cơ hội cũng bị mất. Mảnh này quần thể tụ linh đàn, chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể bỏ qua. Ta cảm thấy thử một chút ngược lại là không sao, tuy nói sẽ gánh chịu một chút phong hiểm nhưng nếu như thành công ích lợi cũng sẽ đạt tới cực hạn từ ích lợi gần đây nhìn phong hiểm này là hoàn toàn đáng giá lã thanh nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía lý lạc xinh đẹp cười nói mà lại ta cũng không thấy đến lý lạc liền so với bọn hắn ba người kém bọn hắn có thể thành công lý lạc vì sao không được vương hà cưu nhìn đến lã thanh nhi trên gương mặt xinh đẹp nét mặt tươi cười chính là nhịn không được trầm trầm nói ta cảm thấy mọi thứ hay là cần lý trí một chút không có khả năng mù quáng đối với lã thanh nhi vương hạc cưu từ đầu đến cuối đều là ôm một chút tưởng niệm tuy nói cái này sẽ gần một năm xuống tới không chỉ có là không có chút nào tiến triển ngược lại là trêu đến đối phương rất không chào đón hắn nhưng ở nhìn thấy lã thanh nhi đối với lý lạc như vậy mù quáng hắn vẫn là không nhịn được trong lòng ngũ vị tạp trần nhưng đối với hắn ngôn ngữ lã thanh nhi vẫn không để ý tới phảng phất là đem hắn xem như không khí ta cũng cảm thấy có thể thử một chút. Bạch manh manh đồng ý nói. Tần trục lộc nói, nếu muốn bắt, đương nhiên là muốn bắt nhiều nhất. Đi theo người khác khi phụ thuộc cũng quá mất thể diện. Ta ăn không vô đồ bố thí này. Đều nói rồi là người hợp tác. Đô trạch bắc hiên liếc mắt. Tần trục lộc cười lạnh nói. Ngay cả sau cùng thu hoạch đều muốn nộp lên trên sáu thành. Đây là đối đãi người hợp tác thái độ. Làm gì lừa mình dối người. Đô trạch bắc hiên á khẩu không trả lời được. Hậm hực im miệng lý lạc nếu như ngươi có hứng thú vậy trước tiên thử một chút nếu như ngươi cảm thấy tiếp nhận đợt thứ nhất năng lượng dòng lũ trùng kích còn có dư lực đối lại sau đăng vân thê có một chút nắm chắc vậy ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể khiêu chiến một chút một bên y lạp xa vừa cười vừa nói đám người ngươi một câu ta một câu càng nhiều hay là đồng ý lý lạc nếm thử lý lạc thấy thế cũng là gật đầu cười vậy trước tiên thử một chút đi cảnh thái hư ném tới cảnh ô lưu mặc kệ sau lưng nó có thâm ý gì, nhưng Lý Lạc cũng sẽ không có tiếp nhận khả năng, về phần đối phương có phải hay không muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Cái kia đều không trọng yếu, bởi vì Lý Lạc mục tiêu là viện cấp thi đấu mạnh nhất học viên. Cho nên cuối cùng xác suất lớn hay là sẽ đối đầu. Có quyết định, Lý Lạc cũng không có nửa điểm do dự. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia cuối cùng một tòa còn chưa từng bị kích hoạt quần thể tụ linh đàn. Tướng lực phun trao thân ảnh đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như đại bằng triển xí thẳng lướt hướng cái kia từ trong mây mù kéo dài xuống thang mây mà hắn khẽ động này lập tức liền hấp dẫn tới vô số ánh mắt lại có người muốn trèo lên bậc thang ai cuồng vọng như vậy cái đó là thánh huyền tinh học phủ tổng đội trưởng lý lạc ồ cái kia gần nhất thanh danh vang dội lý lạc nghe nói người này cũng là song tướng trước đây lấy một địch ba đánh bại ba tên tổng đội trưởng nghe nói hắn xem như vị thứ tư đoạt giải quán quân lôi cuốn nghe nhầm đồn bậy thôi cảnh thái hư ba người thanh danh cũng không phải một sớm một chiều đánh ra tới lý lạc mặc dù giấu rất sâu nhưng cùng ba người này so sánh có lẽ còn là tranh lệch không nhỏ bất quá lý lạc này ngược lại là rất ngạo khí lúc trước cảnh thái hư tự mình đi tìm hắn nghe nói là muốn cùng hợp tác nhưng lý lạc cự tuyệt hiện tại đến xem hắn là muốn chính mình trưởng khống một mảnh quần thể tụ linh đàn liền sợ đến lúc đó thất bại, sẽ mất hết thể diện đâu. Tại trên quần đảo rất nhiều học phủ bởi vì Lý Lạc cử động thảo luận lúc. Tại cái kia mặt khác ba tòa trên hòn đảo, cũng có người đang nhìn trèo lên không mà lên Lý Lạc. Tôn Đại Thánh khiêng kim côn, xếp bằng ở trên tảng đá lớn, hắn hơi khép liếc trong mắt nhìn qua Lý Lạc thân ảnh. Đối với người sau, hắn còn tính là ký ức khắc sâu, dù sao có thể lấy hóa tướng đoạn đệ nhị biến thực lực liền đón lấy hắn hai côn người quả thực không nhiều, hắn kỳ thật rất muốn cùng Lý Lạc chân chính đánh một trận. Nhưng trước đó một mực tại vội vàng tìm tụ linh đàn. Cũng không có cơ hội lại đụng gặp cùng một chỗ, cũng không biết ra hỏa này song tướng chi lực lợi hại. Hay là lộc minh cái kia lãnh nữ nhân, hắn vân vê cái cằm, thầm nói, mặt khác trên một hòn đảo, lộc minh ngẩng lên sáng bóng trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Đồng dạng là đang nhìn Lý Lạc thân ảnh, lộc tỷ. Gia hỏa này chính là gần nhất chuyển đi xôn xao song tướng giả lý lạc A, dáng dấp ngược lại là thật là dễ nhìn. Tại Lộc Minh bên cạnh, một tên thanh tú nữ học viên hiếu kỳ hỏi. Lộc Minh gật đầu, nói, từ quanh người hắn lưu động tướng lực đến xem. Hẳn là thủy tướng, mộc tướng, bất quá coi tướng lực tinh thuần trình độ cùng linh tính phát ra. Nhiều lắm thì một cái thất phẩm tướng cùng lục phẩm tướng. Mà Lộc Minh tự thân song tướng, lại đều là thất phẩm tướng từ tướng tính phẩm giai đến xem, muốn so lý lạc càng hơn một bậc, vậy hắn có thể thành công sao? Lộc Minh mặt như băng xương, hiển nhiên Lý Lạc bề ngoài ưu thế đối với nàng cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vẫn như cũ thản nhiên nói, vậy thì phải nhìn hắn đem song tướng chi lực tu luyện tới trình độ gì? Mà lại hắn chỉ là hóa tướng đoạn đệ nhị biến, tại tướng lực về điểm này mặt, hay là có thế yếu, mà lại coi như thông qua một đợt này lại có thể thế nào? điểm khó khăn chân chính là đằng sau đang vân thê hiện tại kích hoạt, bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Nữ học viên gật đầu tán đồng. Thánh Minh Vương học phủ chỗ trên hòn đảo cảnh Thái hư đứng chắp tay khuôn mặt không có chút rung động nào nhìn chăm chú lên Lý Lạc đằng không mà lên thân ảnh. Lúc trước hắn vừa mới thu đến Lý Lạc lại là song tướng giả tình báo lúc cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Vị này Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ cũng thực sự là có chút đặc thù trước đây ngược lại là hơi có chút không để mắt đến bất quá đây cũng là cùng hắn trước đó muốn cho lý lạc phóng thích thiện ý không có quan hệ gì dù sao song tướng giả tuy nói hiếm thấy nhưng đối với hắn mà nói cũng tịnh không tính là cỡ nào hiếm lạ hắn tự thân hư cửu phẩm chưa chắc so cái gì song tướng yếu đi hắn ngay cả lộc minh đều không sợ tự nhiên càng thêm sẽ không sợ một cái vẻn vẹn chỉ là hóa tướng đoạn đệ nhị biến lý lạc lúc trước dự định tiếp cận lý lạc kia Hòa hoãn điểm quan hệ nguyên nhân thực sự vẫn là bị cái kia sen vào thánh huyền tinh học phủ tiểu từ chỗ điểm phá mục tiêu của hắn là khương thanh nga cái kia để hắn cảm thấy kinh diễm nữ hai mà lại đối phương suýt nữa cùng hắn thông ra đây càng là làm cho trong lòng của hắn có đặc thù cảm giác đương nhiên trọng yếu nhất chính là cửu phẩm cùng cửu phẩm mới có thể xứng đôi a khương thanh nga kia lần này xác suất lớn có thể đoạt được tam tinh viện mạnh nhất học viên xương hào Tuy nói bọn hắn học phủ có đánh lén kế hoạch, nhưng cảnh thái hư cảm giác khả năng tác dụng không lớn. Cho nên, hắn bên này, lần này tốt nhất vẫn là phải cầm một cái mạnh nhất học viên xương hao. Không phải vậy nhà gái quá loa mắt, hắn bên này lại không có chút nào thu hoạch, tựa hồ cũng có chút mất mặt. Hắn nhìn như đang ngó trường lý lạc thân ảnh, nhưng mà trong não suy nghĩ, lại là tán phát ra, cũng là vào lúc này, lý lạc thân ảnh, tại cái kia đông đảo nhìn soi mói rơi vào thang mây tầng thứ nhất bên trên. Hết chương 482 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.